Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em xin tiếp tục lên những video để giao lưu những cái món đồ sưu tầm cũng như những cái bộ trà hay set trà. Thì mã đầu tiên của ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác đó là một bộ trà màu xanh Cuban của Nhật Bản. Bộ trà này thì gồm có một bình trà quay ngang, họa tiết là vẽ hoa cúc. Và các bác biết rồi, hoa cúc là một cái biểu tượng quốc uy của Nhật Bản. Họ sử dụng để làm những cái quốc uy, biểu tượng quốc uy á. Và chỉ không thua kém gì hoa anh đào, hoa cúc cũng được người Nhật họ rất là yêu quý, yêu thích ạ. Đấy, những cái họa tiết hoa được vẽ vàng, vẽ tay sau đó vẽ vàng lên ạ. Cái ấm đi quay ngang và cái họa tiết hoa thì được vẽ ở phần thân trước như này. Bên trong thì có lọc gốm nha các bác. Lọc gốm. Cái ấm này cái bụng nó rất là to. Đấy. Và dung tích thì rơi vào tầm khoảng 380ml các bác. 380ml ạ. Miệng là 7.5. Chiều cao ấm thì là 6.2 không tính nắp nha. Kèm theo bộ này đó là 5 chiếc chén như này cùng họa tiết ạ. Đấy. Rất là xinh luôn. Viền nước còn mới, miệng là 8, chiều cao là 5 cm. Và bộ trà này thì em xin giao lưu với các bác giá là 590.000. Mã là mã số 1. Các bác thích thì chốt cho em mã số 1 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhé. Tiếp theo mã số 2 của ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác đó là một cái bộ trà độc ẩm ạ. Bộ này của hãng Peter Rabbit. Rất là nổi tiếng, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh. Đây ạ, bộ này thì gồm có hai phần. Đó là phần đầu tiên, nó là một cái set trà nha các bác. Một cái set trà với họa tiết của nó là hình chú thỏ ăn quả ớt ấy các bác. Xung quanh là phong cảnh với hoa rất là xinh. Đấy, một chú chim đậu trên cành đang hót này. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn. Set này người ta gọi là độc ẩm mà các bác. Và kèm theo một cái ấm. Ấm này thì các bác có thể sử dụng để pha trà bởi vì nó có lọc bên trong nhé. Lọc bên trong. Đấy. Rất là đẹp. Rất là xinh luôn. Đấy. Bộ này vừa để deco hoặc là vừa sử dụng để pha trà hay là pha cà phê được ạ. Kích thước của nó miệng là 5 cm. Chiều cao của bình thì là rơi vào tầm 8 cm 5. Còn tách là 11. Chiều cao là 6 và đĩa lót của nó là 14 cm. Và cái set độc ẩm này giá em giao lưu là 780.000. Bác nào thích thì chốt cho em mã là mã số 2 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhé. Tiếp theo mã số 3 ngày hôm nay em xin lên một chiếc ấm lẻ của dòng Kutani của Nhật Bản. Ấm này thì họa tiết của nó là vẽ vàng những chiếc cây, chiếc lá, rồi những hoa, rồi lá tùng. Cái miệng nắp rất là vàng, cực kỳ đẹp, dáng ấm rất là xinh nha các bác. Và chiếc ấm này của em nó là lọc tổ ong, dung tích quay ngang này. Dung tích thì rơi vào tầm khoảng 300ml, dáng ấm tròn, triện đỏ. Rất là đẹp luôn ạ. À. Bác nào mà cần ấm lẻ thì các bác có thể lấy ấm này ạ, để ghép với những cái chén chè rất là nhỏ xinh và cái dáng ấm tròn nha. Và chiếc ấm này thì em giao lưu với các bác giá là 380.000. Các bác thích thì chốt cho em mã số 3 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 ạ. Và mã số 4 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác một cái tác phẩm của nhà Limoges. Và cái chiếc đĩa vẽ hoa hồng vẽ tay này của em rất là to, size khá là to. Đây, so với những cái dòng đĩa tranh của châu Âu, đặc biệt là của những cái hãng nổi tiếng như này ạ. Những bông hoa hồng được vẽ rất là to và nở bung nha các bác. Và có chuyện ký của nghệ nhân góc bên trái đấy ạ. Đấy, các bác xem. Đấy. Chiếc đĩa này cũng khá là xưa rồi ạ. Nên chiếc đĩa này tình trạng là lành tích nha các bác. Lành tích, không có cái lỗi lầm gì ạ. Vẽ tay hoa hồng cực kỳ là đẹp. Hồng bắp cải đấy ạ.
Kích thước của chiếc đĩa này size là 26 cm. Vẽ tay 100%. Có chuyện ký. Chiếc đĩa này em xin giao lưu với các bác giá là 2.800.000. Mã là mã số 4. Các bác ưng thì chốt cho em mã số 4 ạ. Theo số điện thoại 0346777489 nhé. Tiếp theo mã số 5, em xin lên giao lưu với các bác một chiếc chân. Chiếc này là chiếc chân để trưng trái cây đấy ạ. Và họa tiết vẽ hoa hồng rất là nhiều luôn. Có chuyện ký của nghệ nhân đây nhé các bác. Đấy, các bác nhìn kỹ sẽ thấy cái chuyện ký sau khi nghệ nhân nổi tiếng họ vẽ đấy ạ. Thì họ sẽ ký tên tác giả của tên họ vào đây để cho những cái người họ chơi hoặc là sưu tầm họ có thể nhận biết được là đây là một cái tác phẩm của nghệ nhân nào, nhân tên tuổi như nào đấy ạ. Và những cái viền vàng của nó còn rất là mới và bóng nha các bác. Đấy. Đấy. Chiếc đĩa này thì chuyện của nó là một con hình con một con sư tử của hãng Bavaria Đức, và theo như cái tìm hiểu của em cũng như cái nhà cung cấp đấu giá họ họ báo ấy ạ, thì cái chuyện này cũng khá là nhiều tuổi chứ không phải là dòng mới nha các bác. Thì chuyện con sư tử này cũng rơi vào tầm khoảng 83 năm tuổi. Đây, LHS HS. Đấy. Cái viền vàng ở dưới chân rất là đẹp luôn. Cái này thì các bác có thể sử dụng để trưng trái cây, hoa quả hoặc là mình bày như một chiếc đĩa bình thường ạ. Những cái đường lượn sóng nó cực kỳ là đẹp nha các bác. Em đảm bảo các bác sẽ rất là hài lòng về cái chiếc chân này. Đấy, vẽ tay 100% nhá. Cực kỳ là xuất sắc. Nhìn những cái lớp vẽ rất là có hồn ạ. Đấy. Các bác có thể vừa để deco trang trí cũng như là mình trưng trái cây. Những cái tác phẩm như này ạ, bây giờ để mà đấu giá hoặc là để mà tìm một chiếc thứ hai giống như thế này nữa rất là khó các bác. Nên là đa số các bác để ý và xem những cái tác phẩm vẽ tay hoặc là những cái dòng vẽ tay như này rất là độc ạ. Ít khi bị đụng hàng lắm. Từ khi em lên rất là nhiều những cái bộ trà, đĩa tranh, em thấy có thể là họa tiết là cùng là họa tiết hoa hồng, nhưng mà cùng của nghệ nhân đấy hoặc là cùng cái kiểu vẽ như thế thì sẽ rất là ít khi bị lặp ạ. Hiếm lắm ạ. Lâu lâu lắm thì mới gặp thôi, chứ còn để mà giống y hệt nhau chiếc thứ hai thì rất là khó nha các bác. Đấy. Phải có duyên lắm thì mới gặp được ạ. Kích thước của nó là 26.5 cm và chiều cao là 7.5 cm ạ. Vô cùng xuất sắc nha các bác. Và chiếc này thì em xin giao lưu với các bác giá là 3.950.000. Giá cực kỳ là tốt cho một chiếc chân. Dáng rất là đẹp. Đây các bác này. Đấy. Vàng rất là dày nhé. Chiều cao anh, chiều cao của nó là 7.5 nhé. Vẽ tay. Mã là mã số 5. Theo số điện thoại hoặc Zalo 0346777489 ạ. Mã số 5 ngày hôm nay, mã số 6 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác một cái set, một cái bộ này thì của em thì gồm có một cái set đĩa rất là nhiều đĩa. Đĩa này các bác có thể sử dụng làm đĩa lót cũng như là đĩa bánh. 2, 4, 6 đĩa này. 8, 10, 12, 13. 13 chiếc đĩa lót và đĩa bánh. Cộng với 4 cái set trà hoa hồng em ghép nhé. Nhưng mà rất là đẹp nha các bác. Họa tiết được vẽ tay. Đấy, các bác thấy nó đẹp không ạ? Mặc dù hàng xưa có những đĩa, một vài cái đĩa nó sẽ bị có những cái file nha các bác. Nhưng mà tình trạng nó còn lành lặn và rất là đẹp. Hàng của Roden Dutton Anh. Đấy. Rất là mới. Có những cái đĩa rất là xưa sâu tuổi nha các bác. Hai chuyện này. Đấy. Queen Anna Mason của hãng Roden. Cái này là dành cho nữ hoàng Anh sử dụng. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Và cái này do nó không đầy đủ nhá, nên là em sẽ cho vào cùng một set như thế này. Đĩa thì kích thước trung bình khoảng 14 cho đến 15 cm và tách 4 set trà ghép. Đấy. Và cái set này là 4 set trà. Dư 2 4 6 7 8 10
13 đĩa. Thì set này em xin giao lưu các bác giá là 880.000 ạ. Mã là mã số 6. Các bác ưng thì chốt cho em mã số 6. Tiếp theo mã số 7 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác một chiếc một cái bộ thố súp xưa nhá. Cái này các bác không thể chỉ đựng súp hoặc là các bác có thể sự đựng đồ ăn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này nó là hàng xưa nhá, chứ nó không phải là dòng mới đâu ạ. Họa tiết vẽ hoa lá cỏ cành và vẽ vàng rất là đẹp. Nhưng mà cái này rất là tiếc là cái cạnh của nó bị lỗi xưa nha các bác. Nhưng mà tình trạng là ngoài cái lỗi đấy ra thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Hoa thì vẽ đơn giản nhưng mà vô cùng sâu xưa nhưng mà nó đẹp lắm ạ. Chuyện này nó là dòng chuyện Poppy của nhà Anh. Chuyện vừa chuyện số vừa chuyện hãng. Các bác nhìn cái chất men cũng như những cái nét vẽ thì các bác sẽ cảm nhận được cái độ xưa tuổi của nó. Chiếc đĩa lót thì sẽ hình đĩa lót hình oval. Kích thước thố thì là 15.5, nếu mà tính cả nắp là 21, à tính cả quai là 21 ạ. Còn cái tính trong lòng của nó là 15.5. Còn chiếc đĩa lót thì của nó là 22 sen. Chiều cao thì rơi vào tầm 8 sen không tính nắp ạ. Và chiếc thố này nếu mà bác nào thích đồ xưa hoặc là các bác vẫn có thể sử dụng được bình thường nhá, em xin giao lưu giá là 480.000. Mã là mã số 7 ạ. Mã tiếp theo là mã số 8. Em xin lên giao lưu với bác một cái sinh phẩm của nhà Bavaria Đức. Và chiếc tô này thì theo như nhà đấu giá họ cung cấp, chiếc tô này rơi vào khoảng tầm 123 tuổi rồi ạ. Khá là sâu tuổi nha các bác. Với họa tiết vẽ tay là những bông hoa hồng rất là to. Đấy, các bác này. Cái nền của nó là nền màu đỏ. Rất là đẹp. Đây, chuyện ký của nhà. Chuyện của nó là chuyện PS. Cái chuyện này khá là xưa và các bác nhìn cái cốt của nó. Đấy. Tình trạng của cái này nó ở cái phần dưới nó bị sứt một miếng nhá. Nhưng mà khi các bác bày lên thì lật mặt trên lên thì nó cũng sẽ không quá lộ ạ. Cũng rất là đẹp luôn. Trên này nó sẽ có hình tạo hình thành mấy bông hoa vẽ đây các bác. Đấy, và trong lòng của nó được vẽ những cái bông hoa hồng với rất là nhiều màu sắc, nét thanh, nét đậm, bông to, bông nhỏ, bông màu trắng vàng, bông màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu trắng vàng pha lẫn. Thường thường nó vẽ có 2-3 bông thôi nhưng mà chiếc tô này thì vẽ tận 6 bông to lắm, chưa tính những cái bông nhỏ nhỏ, những chiếc lá. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Em đo kích thước nha. Này các bác có thể trưng trái cây hoặc là mình làm một chiếc đĩa trưng 26cm ạ. Chiều cao của nó là 8cm. 26cm khá là to. Và chiếc tô này thì nếu như bình thường mà nó không bị lỗi ạ, thì chiếc này sẽ rơi vào tầm khoảng giá 3,7-3,8 đấy ạ. Nhưng mà do nó bị lỗi nên em sell chiếc này giá còn 1.350.000 nhá. Nếu như bác nào mà chấp nhận được cái lỗi ấy, hoặc là các bác mê đồ xưa mà những cái lỗi này thì không tránh được các bác, nó khá là sâu tuổi rồi, thì các bác chốt cho em mã số 8 theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Tiếp theo mã số 9 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác một set gồm có 4 chiếc tô lỡ và 2 chiếc đĩa cùng họa tiết là hoa hồng. Hơi khác một tí, khác chuyện nha các bác. Đây là 2 chiếc đĩa bánh của nhà Estley, tem xanh lá nhá. Chất xứ là xứ xương. Đấy, tình trạng là còn rất là mới. Họa tiết là hoa hồng. Vẽ xung quanh. Viền vàng còn đẹp, 16 sen. Và set 4 chiếc tô lỡ 14 sen. Chiều cao là 4 sen. Bên nước ngoài họ không có ăn cơm như mình,
Họ chủ yếu là ăn súp và ăn khoai tây các kiểu đấy các bác. Đây, họ sử dụng đĩa nhiều hơn chén tô. Và em có 4 chiếc tô này thì tô lỡ các bác có thể mua để ghép hoặc là mình mua để sử dụng hàng ngày cũng rất là đẹp luôn. Đấy, tô thì của nhà Roland Stanford nhá. Cái chuyện rất là đẹp luôn. Chất xứ cũng là xứ xương. Rambling Rose, hoa hồng Rambling nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Và 4 chiếc tô này thì với 2 chiếc đĩa này thì nếu như các bác lấy cả thì em xin giao lưu. Cái set này giá là 900. Còn nếu mà lấy lẻ thì chiếc tô sẽ là 200 một chiếc và đĩa là 102 chiếc ạ. Bác nào thích thì chốt cho em mã số 9 nhá. Em ưu tiên các bác lấy cả set cho nó gọn và các bác sử dụng. Giá rất là mềm, rẻ đẹp. Tính ra có 200 nghìn một chiếc tô sứ xương mới đẹp. Thường thường một cái chiếc tô như này và bằng cái size này mà của hãng Laurent Abel á, giá là 600 đấy ạ. Nhưng chiếc tô này thì rẻ hơn rất là nhiều luôn. Mà nó lại đẹp không kém gì so với hoa hồng của Laurent Abel ạ. Mã số 10 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác một chiếc bình rượu. Hoặc là cái này các bác có thể cắm hoa, hoa hay là mình sử dụng làm bình rót rượu cũng được ạ. Và chiếc bình này của em có họa tiết là một chú chim với rất là nhiều hoa cỏ xung quanh mặt trước rồi ạ. Đấy. Cái có cái đầu rót như này, các bác có thể đựng rượu nhá hoặc là cắm hoa. Trưng thì co rất là đẹp luôn. Kích thước của nó miệng là 5 cm. Chiều cao thì rơi vào tầm 18 cm nha các bác. Và đường kính bụng của nó là 12 cm ạ. Và chiếc này thì em xin giao lưu với các bác giá là 290.000 nhá. 290.000. Rất là đẹp luôn. Mã là mã số 10 ạ. Mã số 11 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác đó là một chiếc ly của Đức với họa tiết nổi là phong cảnh. Đây các bác, những ngôi nhà, những phong cảnh được nghệ nhân họ làm nổi lên để tạo thành một cái bức tranh nhé các bác. Mặt chính giữa của nó là một cái phong cảnh. Đấy, những ngôi nhà san sát, tầm xa, có núi non được vẽ tay hoàn toàn nhé các bác. Và những cái họa tiết nổi này, đây các bác, hàng của Đức. Cái này các bác có thể sử dụng để mình sưu tầm hoặc là mình uống cà phê nhé. Đợt này em có một cái thôi. Kích thước của nó miệng là 5. Chiều cao thì rơi tầm 13 cm. Và chiếc ly Đức này thì em xin giao lưu các bác giá là 420.000 ạ. Mã là mã số 11. Tiếp theo mã số 12 em có một chiếc máy ảnh Canon thời đời xưa. Nhưng mà chiếc này thì bác nào mà mê chụp ảnh, nhiếp ảnh ạ, thì chiếc này các bác vẫn sử dụng bình thường nhá, của hãng Canon Nhật Bản. Rất là xưa rồi, bao da zin nhưng mà nó có file có cái chóc cái phần da này một chút nha các bác. Còn đây, nó có ống phóng xa, phóng gần đấy. Bác nào mà mê nhiếp ảnh thì những cái này thì các bác quá rảnh này. Nó rất là đẹp luôn. Cái nắp này các bác có thể tháo ra, cái len. Đấy. Nguyên bản của nó nha. Đấy, lắp vào. Cái này nếu như các bác không thích nhiếp ảnh thì bây giờ sử dụng đa số là điện thoại. Hoặc là các bác nếu không thích nhiếp ảnh thì các bác có thể để co ấy ạ. Đấy. Mình không sử dụng máy ảnh nữa thì mình để co nha các bác. Hoặc cái này quay phim các kiểu đấy ạ. Chỉnh xa, chỉnh gần. Rất là đẹp nha. Quai cầm để đeo đây. Đấy. Rất xuất sắc luôn. Nhìn đeo cái máy ảnh này nhìn đi rất là chất ạ. Và chiếc này thì em nó rất là nặng tay nha các bác, đời EOS 630. Và chiếc này thì em xin giao lưu giá là 1 triệu 5 nha. Mã là mã số 12 nha các bác. Mã số 13 em có một cái set gồm có 3 cái lót ly được nghệ nhân họ đúc, họ tạc ấy các bác. Theo thành 3 cái họa tiết khác nhau rất là đẹp luôn. Nổi ạ. Cái này những cái này các bác có thể để lót những cái ly hoặc tách trà ấy ạ. Để uống trà trên bàn hoặc là mình để co rất là độc lạ nha các bác. Rất là độc lạ luôn. Đấy. Một người thợ săn này, cô gái này và một đấy. Rất đẹp luôn. Được đúc nổi luôn bằng gỗ ạ.
mình đặt lên bàn, sau đó các bác đặt những chiếc ly hoặc tách trà để uống nước hoặc là uống cà phê đấy ạ. Rất là đẹp và độc lạ nhá. Và là mã số 13, em xin giao lưu giá là 150.000 ạ. Tiếp theo mã số 14 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác, đó là một chiếc ly chân cao của pha lê của Tiệp Khắc, hàng vẽ tay xưa, hàng nghệ nhân nhá. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà chiếc ly này phần dưới chân của nó cái lớp vàng nó có bị phai một góc này ạ. Đấy, các bác có thể mua để sưu tầm hoặc là mình sử dụng để uống rượu vang hay là uống sinh tố đều đẹp ạ. Hay mình để co nha các bác. Còn phần cái lớp phần trên thân của nó thì toàn bộ là còn nguyên si những cái lớp vẽ tay và vẽ cũng như vẽ vàng các bác. Nó còn rất là đẹp nhé, những cái viền vàng ở đây cực kỳ là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Cái chân đấy, nó chỉ bị phai kiểu theo thời gian đấy các bác. Còn cái phần trên này thì hoàn toàn đẹp nhé. Kích thước ly miệng là 6.5, chiều cao là của nó là 18cm ạ, 18cm. Và cái bộ, những cái bộ pha lê như này các bác, giá các bác biết rồi, giá rất là cao. Một bộ của nó cũng phải rơi vào tầm 6 triệu cho đến 7 triệu. Có bộ thì cũng 3-4 triệu. Nhưng mà với những cái dáng ly cao đẹp như này thì cũng tầm 6-7 triệu ạ. Và một chiếc ly lẻ này thì em xin giao lưu các bác giá là 520.000. Mã là mã số 14 nhá. Mã số 15 ngày hôm nay em xin giao lưu với các bác, đó là một chiếc bình xanh coban vẽ vàng với họa tiết vẽ, họa vẽ tay vẽ vàng đơn giản như này, để các bác có thể sử dụng để mình cắm hoa hay là mình sử dụng để mình deco các bác. Họa tiết là xanh coban ạ. Đấy, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Dòng này là dòng vẽ tay của dòng Xcoban. Đấy, tem này có, cái hãng này có từ năm 1762 nhé. Cái chuyện hình vương miện. Vẽ tà, vẽ vàng. Họa tiết thì vẽ đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp ạ. Kích thước miệng của nó là 8, chiều cao là 27cm. Và chiếc bình xanh coban này thì em xin giao lưu với các bác giá là 690.000. Mã số 15 nha các bác. Bác nào mà thích những cái bình cắm hoa kiểu đơn giản và sang trọng thì các bác lấy cái bình này, mã 15 ạ. Tiếp theo mã số 16 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác một bộ trà xưa, phải nói là rất là xưa, của nhà Roland Abel. Nó còn sâu tuổi hơn cả cái bộ hoa hồng đỏ mà các bác thấy em giao lưu khá là nhiều rồi. Và cái bộ hoa hồng đỏ đấy là nó là dòng mà tem thường thường các bác sẽ thấy là tem 1962, và nó là dòng in cao cấp, họa tiết là hoa hồng. Nhưng cái bộ này của em là vẽ tay 100% các bác, 100%. Nếu như cái bộ hoa hồng đỏ đấy á, các bác có thể tìm kiếm nó, thì nếu như cần thì mình tìm rất là dễ. Còn cái bộ này thì để mà tìm được một bộ hoàn hảo thì sẽ rất là khó. Bộ này của em thì gồm có, đầu tiên đó là một chiếc ấm, một chiếc bình trà nha các bác, với những cái nét vẽ tay và vẽ vàng, sau đó nghệ nhân họ vẽ lên đó. Rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ kiểu sang trọng, cổ điển nhưng vẫn rất là không bao giờ bị lỗi mốt nha các bác. Cái bộ này cũng rơi vào tầm khoảng hơn 100 tuổi rồi ạ. Bên trong của nó là lọc tổ ong. Ở phần dưới của nó là có dấu vết, dấu tóc xưa nha các bác. Và những cái vết ngấm men theo thời gian. Đấy, các bác thấy không ạ? Nhưng em đã test và nó không bị ngấm ra ngoài. Các bác vẫn sử dụng để uống trà bình thường. Đấy, cái viền vàng các bác thấy không? Họ làm chất lượng hàng trăm năm rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp như vậy. Đấy, vô cùng đẹp nhá. Và bộ này của em thì gồm có một cái bình trà như này. Kèm theo đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 set
6 set trà. Đấy các bạn thấy không? Vô cùng đẹp. Bộ này là của nhà Roland Albert. Roland Albert những thời kỳ sau ấy ạ, đa số họ sử dụng là chất liệu sứ xương. Nhưng mà cái thời kỳ trước của nó là sứ crown, không phải là sứ xương như các bác. Nhưng cái màu của nó vẫn rất là trắng đẹp. Và những cái vàng các bạn thấy nó còn nguyên, nguyên giá trị. Đấy, những nét vẽ tay nhìn nó rất là xuất sắc luôn ạ. Và những chiếc đĩa lót của nó đây. Đấy. Nó nhìn nghiêng hay nhìn thẳng, nghiêng hay thẳng thì đều rất là đẹp luôn. Đấy. Đẹp nhỉ. Bộ này thì gồm có 6 set. 6 set đủ nhá. Kèm theo một cái đĩa bánh. 6 set này là 6 set trio. 3 món. Vẽ tay 100% nhá. Chứ không phải là cả vẽ cả in hay là cả vẽ và in đâu ạ. Cái này là vẽ tay 100%. Hàng nghệ nhân. Đấy, theo. Ngoài cái ấm thì nó tóc, một vết tóc xưa ở trong lòng thôi ạ. Trong lòng của cái ấm. Tại vì bộ này nó sâu tuổi lắm rồi. Một cái rót nha các bác. Cái rót. Và kèm theo một cái chén đường. Người ta sử dụng để đựng đường. Ôi dồi, to lắm các bạn. Nó không khác gì cái tô ấy. Thì các bác bày lên trên tủ hoặc là lên trên kệ của mình, nó sẽ vô cùng đẹp và sang trọng. Không chỉ là giá trị sưu tầm, mình không chỉ là uống trà mà còn thể hiện đẳng cấp nữa. Những cái bộ trà này bây giờ trên thị trường nó rất là hiếm nha các bác. Nếu như bộ, những cái bộ Roland Albert thương hiệu này nó rất là nổi tiếng. Các bác thấy khá là nhiều bộ trà. Có những bộ trà 15-20 triệu, 25-30 triệu cũng có ạ. Em đã từng giao lưu những bộ trà của Roland Albert giá cao rồi. Nhưng mà đa số đều là in các bác, in công nghệ cao ấy ạ. Và cái dòng của nó là dòng mới. Cũng chỉ tầm khoảng vài chục năm, 5-60 năm đã là cao rồi. 1939 em đã thấy là đã là sâu tuổi lắm rồi. Mà bộ này nó còn sâu tuổi hơn nha các bác. Mặc dù là sâu tuổi nhưng các bác thấy những cái chất liệu cho đến những cái nét vẽ các bác, những cái vàng của nó cực kỳ là đẹp, không bị bay chóc. Nó chỉ có một cái vết xưa do tuổi thọ của nó khá là cao thôi, chứ còn ngoài ra thì vẫn đẹp hoàn hảo luôn. Đấy, 3 này, 4, 5, 6. Và bộ này là đi 21 món. Em xin giao lưu bộ này giá là 6,8 triệu nhá. Cái giá cũng rất là đẹp luôn, rất là hợp lý để cho các bác sưu tầm, cũng như là mình chơi, mình sưu tầm những cái bộ nó có giá trị cao. Mặc dù là giá 6,8 triệu so với những cái bộ trà em giao lưu ạ, không hề cao tí nào đâu ạ. Cái bộ trà hoa hồng mà các bác thấy em giao lưu rất là nhiều rồi, giá cũng là 9 triệu mấy đấy ạ. Mà bộ này có 6,8 triệu thôi. Do em đấu cái bộ này cũng khá là lâu rồi, em chủ yếu là em trưng chứ em ít khi lên video nên. Nhưng hôm nay em lên video để cho các bác cùng ngắm, cùng thưởng thức. Và nếu như bác nào mà có duyên với nó thì các bác sẽ rước em nó về. Mã của nó là mã số 10 mấy nhỉ? Mã số 16. Tiếp theo mã số 17 ngày hôm nay. Em xin lên giao lưu với các bác một bộ trà của Đức. Bộ trà này thì họa tiết cũng là vẽ tay. Và nó là hoa bốn mùa, hoa cỏ mùa xuân. Với chất xứ cũng cực kỳ là đẹp, trắng bóng luôn. Và men của nó là men chắc. Họa tiết của chiếc bình đây các bác này. Họa tiết của nó là vẽ hoa như này ạ. Vẽ tay nha các bác chứ không phải dòng in đâu ạ. Đây. Bác, với những bác nào mà mê dòng vẽ tay, đặc biệt là hàng nghệ nhân và những cái hãng nổi tiếng của Đức thì các bác sẽ rất là yêu ái những cái bộ này.
Thì đầu tiên một cái tách bị tóc nha các bác, vết tóc. Đấy. Các bác sẽ ghép với những cái đĩa lót tương ứng. Nó sẽ có set này là set trio ạ. Gồm có 3 2 đĩa, một tách là 3 món. Gồm có một cái hũ đường có nắp, một cái rót. Tổng cộng là 21 món. Mỗi một set là một cái loại hoa tương ứng. Đây các bác. Đấy. Chuyện là PGH được vẽ tay hoàn toàn luôn, rất là đẹp, rất là cổ kính ạ. Những cái vàng rất là dày dặn, chất xứ rất là bóng luôn. Bộ này là người ta sử dụng để uống cà phê hoặc là uống cacao cao các bác. Cái dáng ấm cực kỳ là cao, cao ráo thanh thoát, cực kỳ là đẹp ạ. Được 5 set hoàn hảo, 6 set nhưng mà một set một cái tách bị tóc nha các bác. Kích thước của nó là 9, miệng là 9, chiều cao là 21, nếu tính cả nắp là vào 24 cm. Đĩa bánh thì size của nó là 19 cm, các bác có thể sử dụng làm đĩa để đựng đồ ăn. Còn cái đĩa lót thì rơi vào tầm 14.5 cm. Tách là miệng 9, chiều cao của nó là 6.5. Đấy. Và bộ này thì em xin giao lưu giá là 5.800.000. Mã là số 17 nha các bác. Giá cũng rất là đẹp với những cái bộ trà vẽ tay ạ. Tiếp theo mã số 18. Em xin lên giao lưu với các bác. Đó là một chiếc đĩa hoa hồng được vẽ tay. Vô cùng đẹp. Các bác nhìn thấy những cái bông hoa. Nhìn xa, nhìn gần mình cảm giác nó cực kỳ là đẹp và chân thực. Với hoa hồng đỏ và vàng nha các bác. Bên cạnh đó là những bông hoa trắng li ti nhỏ nhỏ làm điểm nhấn vô cùng đẹp, với những cái viền vàng dày, vẽ tay dày lắm ạ. Đấy, các bác thấy không? Cũng xuất sắc nha. Chiếc đĩa này của em là 26 cm. 26 cm. Đây, em sẽ quay chi tiết. Chiếc đĩa này của có truyện ký của nhà Germany Đức. Đấy. Cái truyện này có chữ IES. Đấy. Truyện ký nghệ nhân. Chiếc đĩa này cũng khá là sâu tuổi nhá. Và chiếc đĩa này thì em xin giao lưu với các bác giá là 2 triệu 7 ạ. 2 triệu 7 một chiếc đĩa vẽ tay hàng nghệ nhân. Cực kỳ là đẹp. Mã là số 18 nha các bác. Tiếp theo mã số 19 ngày hôm nay em xin lên giao lưu với các bác, đó là một bộ trà vẽ tay họa tiết hoa rất là xinh và vẽ vàng của xứ sương của Anh. Đấy. Bộ này rất là nhiều set với 6 set trio 3 món, tức là 2 đĩa và một tách, kèm theo là 4 set duo một đĩa một tách ạ. Thì bộ này các bác có thể sử dụng để uống trà hay là uống cà phê đều được ạ. Đây. Những cái nét vẽ vàng của nó rất đẹp nha các bác. Trên cái nắp ấm thì nó sẽ có cái khía như này. Vẽ vàng hoa rất là xinh. Mặc dù là vẽ không quá là hoa quá là dày ạ. Ấm này thì có lọc nha các bác. Có lọc. Những cái nét vẽ vàng và viền vàng mọi thứ là còn đẹp hoàn hảo luôn. Ấm thì dung tích rơi vào tầm 780 ml. Các bác cài vào thì sẽ có hai cái khía để cho tránh rơi nắp ấm ra ngoài đấy ạ. 6 set nó sẽ có hai đĩa như này. Tình trạng là mới nha các bác. Hoàn hảo luôn. Của nhà Roran Graten xứ xương nên cực kỳ là bóng luôn. Đấy, các bác thấy cái viền vàng nó còn nguyên không? Họa tiết không quá là họ dày, không vẽ chi chít ạ, mà vẽ đơn giản, nhưng cái hoa văn được vẽ vàng rất là sang. Tách thì miệng là 8, chiều cao tách thì rơi vào tầm 6.5, đĩa lót là 13 cm nhá, còn đĩa bánh thì 15 cm đấy các bác. Bộ này là 10 set, 6 set 18, một cái rót, một cái đường
dư một cái rót này em cũng sẽ tặng luôn nha các bác. Đấy. Rất là mới luôn. 10 set là 63, 18, 19, 20, 21, 22. Cộng với 4 set, một đĩa là 8 món. Là vào rơi vào tầm khoảng 30 món đấy các bác. 30 món bộ này thì em xin giao lưu giá là 4 triệu 2 nha các bác. 4 triệu 2. Giá vô cùng đẹp. Với một cái bộ trà vẽ tay mà họa tiết của nó đẹp, thanh thoát, sang nữa, mà lại nhiều set trà. Nếu như các bác cần một cái bộ trà mà vừa đẹp vừa rẻ mà lại chất lượng thì các bác lấy cái bộ này là quá là hợp lý luôn ạ. Mã là mã số 19 nha các bác. 4 triệu 2. Tiếp theo mã số 20. Em lên một cái bộ trà xưa, hàng vẽ tay của dạng của nhà Nippon. Nippon là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Họ chuyên sản xuất những cái bộ trà cho hoàng gia cũng như là xuất đi sang bên châu Âu. Với những cái bộ trà để mà xuất sang bên châu Âu đòi hỏi rất, cái kỹ thuật rất là cao và rất là khắt khe nha các bác. Và bây giờ cái dòng Nippon này nó đã không còn ra những cái bộ trà mới nữa, nó chỉ có những cái bộ trà xưa thôi ạ. Nhưng các bác thấy mặc dù là xưa nhưng những cái bộ trà này nó rất là đẹp. Cái dát vàng của nó dày lắm ạ. Và họa tiết của nó là vẽ tay hoa hồng, những cái hoa hoa hồng nhẹ nhàng, nhỏ xinh. Sau đó họ sẽ trang trí những cái hoa văn dát vàng lên rất là dày nha các bác. Và bộ này của em là bộ đối ẩm, gồm có hai set trà. Hai set trà đây ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mới đấy. Xưa nhận tách của nó, tách vào đĩa rất là nhỏ luôn. Đấy, các bác thấy nó nhỏ lắm, nó không to đâu ạ. Kèm theo đó là một cái khay. Ôi khay nha các bác. Các bác thấy nhìn mắt thường mình cũng đã thấy nó dày vàng, dày cộm luôn. Đấy. Mình có thể trưng hoặc là để sử dụng để uống trà. Xem cái ấm này có lọc không. Ấm này thì có lọc để mình có thể sử dụng để pha trà nha các bác. Cái chân cho đến cái trên, phần trên của nó vô cùng đẹp luôn. Kèm theo một cái ổ đường và một cái rót. Bác nào mà chơi dòng vẽ tay, đặc biệt là hàng vẽ tay của châu Âu cũng như là hàng Nippon, thì các bác sẽ biết những cái dòng này nó rất là đắt nhưng mà giá trị sưu tầm rất là cao ạ. Đấy. Để em đo kích thước nha. Cái tách thì kích thước của nó là 4.5 rồi ạ. Chiều cao thì rơi vào tầm 5 cm và đĩa lót thì rơi vào tầm 10 cm. Còn ấm thì miệng của nó là 6 và chiều cao ấm thì rơi vào tầm 16 cm cả nắp, không tính nắp là vào 14. Cái khay thì 25 cm. Cái bộ này thì gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 món nhá, không tính cái bình hoa bên cạnh nữa. 8 món này thì em xin giao lưu giá là 5 triệu 2. Mã là mã số 20 nhá. Và mã 20 cũng là cái mã cuối cùng. Em kết thúc video của ngày hôm nay tại đây ạ. Bác nào ưng món nào thì các bác cứ inbox hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ em. Chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe ạ. Tạm biệt các bác ạ.